Xin chào quý vị, chúng ta sẽ đi trên đường để test cái bộ camera 360 3D với cái màn 10.25 inch. Giữa trời nó khá là mưa, thường tối tối thì anh em sẽ xem thử nó có hiệu quả hay là không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xi nhan phải này. Đấy, camera phải nó sẽ ưu tiên. Đấy, đường quay đường xa cho mọi người xem. Và như vậy giúp cho chúng ta táp lề sẽ rất là ngon. Đây, mình sẽ thử táp lề nhé. Táp lề nào. Đó, anh em thấy không? Gần như ở cái vị trí người lái mình thì không thể biết được cái lốp này nó đang chạm khoảng bao xa nữa. Nhưng mà có cái này thì chắc chắn là nhìn được luôn. Đấy. Rất hay ho. Cái bộ này giới thiệu mọi người, bộ này là bộ 3D. Đấy, ở đây cái chỉ bằng vàng này cho mọi người xem. Khi mà căn chỉnh chuẩn thì nó phải như này. Mình sẽ đi qua cái vạch vàng nhá. Đi qua vạch vàng mà mọi người nhìn thấy là nó không bị đứt. Đây là mình sẽ vặn được kiểu này. Đấy, cái vạch vàng này từ bên này sang bên này nó tạo thành một cái đường ngang. Thì đấy là đã căn chỉnh chuẩn. Nếu như anh em nào muốn test xem cái bộ cam của mình nó đã có được người thợ căn chỉnh chuẩn hay không, thì anh em chỉ nhìn là cái vạch bên này sang cái vạch bên này và nó tạo thành một cái đường thẳng thì đã là ok. Đấy, cái bộ này nó hay là nó có cái con chuột ở dưới này này. Em có thể quay xuống cái con chuột dưới này để mọi người xem. Đấy, cái con chuột này chúng ta xoay bên phải xi nhan phải, xoay bên trái xi nhan trái. Đấy, đây này, mình sẽ xoay nhá. Đây là xi nhan phải rồi. Đấy, xi nhan trái này. Đấy, nó rất là hay. Ở đây thì giúp cho tiện lợi hơn khá. Đây là ghép bốn cái lốp. Đây lốp trước bên trái này, bên phải này. Đây hai lốp đằng sau này. Cái vạch này nó chỉnh và ngang này là ok. Đó là người thợ đã căn chỉnh chuẩn. Đấy, mọi người thấy cái lốp nó sẽ vạch sang. Và ở đây nó có một cái đường cua nữa. Để đấy là cái vị trí mà cái mui xe nó sẽ đi đến. Thì cái bộ này nó sẽ hiện lên khoảng tầm 3 đến 5 giây thôi, chúng ta sẽ cài đặt được. Đấy, thì quá trình mà chúng ta đi thì nó sẽ rất là tiện lợi. Đây mình test thêm một cái đoạn vàng cho mọi người nhìn cho nó trực quan. Đây là cái chỉ vàng ở bên dưới đường nhá. Đây là chỉ vàng bên dưới đường mà mình sẽ đi qua. Đó, anh em nhìn thấy là chi tiết luôn lốp. Chi tiết lốp bên trái, lốp bên phải này. Đó. Và vạch cua lốp cũng có luôn. Đấy, tạo thành một đường thẳng. Đấy là bộ cam này nó đã căn chỉnh chuẩn thôi. Và nhiều người cũng thường chia sẻ là thực ra cái bộ cam này cũng không cần. Nhưng mà thực tế nếu là những lái mới hoặc là những lái cũ, nếu mà anh em cần một bộ cam hành trình mà ghi lại bốn hướng thì chắc chắn cũng chỉ có bộ cam 360 thôi. Thì nhất là lái mới thì khi mà lái xe chúng ta muốn táp lề này, chúng ta muốn lùi chuồng này, hay là chúng ta muốn được bảo vệ cả bốn hướng để không bị bắt nạt, ai đấy bắt đền mình là mình đâm vào xe người ta hay quệt vào gì đấy, thì trường hợp đấy hy hữu thôi. Nhưng mà cái bộ cam này nó sẽ ghi lại hành trình. Đấy, mình sẽ lùi ở trên này cho mọi người xem. Đây, mình sẽ lùi nhá. Thì cái hay là nó có cái vạch dẫn hướng để mình biết được rằng nếu như mình đang để cái vô lăng này thì là cái mui ở phía đằng trước nó có một cái vệt đỏ. Đó, cái vệt đỏ này là đúng vào cái mui xe thì nó sẽ đi vào đúng cái vành này. Còn ở phía đằng sau đây là cái đường của vành xe, nó sẽ đi vào đây. Đó, còn cái vạch màu xanh thì là đây, mình sẽ lùi cho mọi người xem. Đấy, đây là mình đang lùi. Nhìn cái tổng quan bên này để chúng ta biết được rằng xung quanh rất là ok. Còn ở đằng sau này thì nó sẽ ưu tiên rồi. Đó. Mình sẽ lùi. Anh em sẽ nhìn thấy nó vẽ ra một cái định hướng để chúng ta biết được rằng là chiếc xe không nên quanh lái nữa. Nó nét như này mà. Đây là phiên bản là AHD. AHD lắp cho đầu Android. Mà cái bộ này nó hay nữa là nó lắp được cho cả cái đầu thường nữa. Do vậy là khi mà chúng ta lắp cho những chiếc đầu mà không có đường AHD thì vẫn rất là ok. Đó, đây là chúng ta lùi qua cái vạch vàng này, em nhìn thấy cái đường vàng nó rất là ok. Đó, cái hay ở đây nữa là khi mà lùi nhá, anh em có thể vặn cái này. Đấy, để xem các góc khác. Ví dụ như là đây là góc bên trái này, góc bên phải này, khi mà lùi mà chúng ta xi nhan thì nó hiện lên ở bên phải. Khi mà lùi chúng ta xi nhan trái thì nó hiện lên bên trái của chúng ta. Đấy, hoặc là chúng ta thực hiện bằng cái con chuột này, chúng ta chỉnh này. Chỉ một góc lùi đằng sau thật rộng. Đó, chúng ta xoay đến cái góc rộng này.
chúng ta sẽ xoay đến những cái điểm đây, ví dụ như cái điểm lùi này, lùi to này đó, cả cái phần đằng sau luôn. Hay là ghép hai camera hai bên, cái ghép này hay đấy. Cái ghép này mình sẽ xoay sang bên này, xoay sang tí nữa đây rồi. Đó, ghép hai cam hai bên, chúng ta nhìn thấy cái lốp Honda có chữ Honda luôn thật, nó rất là tiện lợi. Hay là khi mà chở người yêu đi, chúng ta để cái này cho ngầu, để cho bạn gái của mình có thể lái xe được đấy, nhìn thấy cả một chiếc xe luôn. Đó, nó to như này mà rất là hữu ích luôn. Anh em sẽ nhìn thấy cái mấp mô nhá, đây là cái mấp mô dưới đường để mọi người có thể nhìn thấy là không. Đây là cái mấp mô rất là nhỏ đó, mọi người nhìn thấy chi tiết luôn. Lái xe như này thì kinh nghiệm 1 năm chắc là cũng bằng 10 năm luôn, bởi vì nhìn được chi tiết mà. Trang bị bộ này thì chắc chắn lái xe sẽ cực kỳ an tâm, không lo hốt hoảng khi mà chúng ta đậu vào hay đi qua những cái cung đường cực kỳ hẹp. Và chắc chắn là đi trên đường thì cái bộ này nó cũng ghi lại hành trình cả bốn hướng. Rồi thì công nghệ 4.0, anh em có thể trang bị lên một chiếc màn hình TV Android 10.25 inch rất to đẹp, có ra lệnh giọng nói, có dẫn đường, có camera 360, giá thì cũng không hề đắt mấy đâu, có cả đánh lái nữa. Anh em xem đường link bên dưới để xem giá sản phẩm, bởi vì là tùy từng thời điểm mà hiện tại thì giá nó hơn 10 triệu. Có thể là sau một vài tháng nữa nhà máy nó giảm giá được thì giá nó lại giảm được mấy trăm, một triệu. Đấy là ví dụ, chứ cơ bản là giá nó cũng năm nào nhau. Đấy là đánh giá mình về cái bộ cam 360 mà khi mà test vào cái cung trời mưa, cũng như là để anh em nhìn xem thử là nó có chính xác hay không, nhất là đi vào những cái cung đường mà vạch vàng này, anh em nhìn này. Chạy trên cái vạch của đường Lê Văn Lương, các cái ô kẻ caro này không hề bị biến dạng gì luôn. Đó, rất là ngon luôn. Chạy này thì yên tâm lắm. Cảm ơn anh em đã xem video của Trung Auto. Anh em nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để xem những cái video mới hơn, để chúng tôi tiếp tục quay những cái video để cho mọi người tham khảo có nên độ hay là không nên độ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.